Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có chiến thắng áp đảo trước đối thủ Nikki Haley trong ngày siêu thứ ba để trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa tranh cử cho vị trí chủ nhân Nhà Trắng năm 2024. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng vì chiến thắng, ông Trump đang phải đứng trước những thách thức mới, thách thức tìm nhà tài trợ chính. Cụ thể, trước những khoản chi phí pháp lý và các khoản thanh toán tăng vọt, cựu Tổng thống Donald Trump đang gấp rút tìm các nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Theo hãng tin nước ngoài, hơn 540 triệu USD các khoản phí pháp lý cộng lại đang gây áp lực lên ông Trump trong bối cảnh ông phải chạy một chiến dịch kéo dài cho đến ngày bầu cử năm tháng 11. Trong khi phần lớn các thành viên Đảng Cộng Hòa là người da trắng và tầng lớp lao động, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ của một số người Mỹ giàu có. Những người ủng hộ các giá trị xã hội bảo thủ hoặc mong muốn luật thuế do một tổng thống như Trump lãnh đạo có lợi cho người giàu. Đối thủ duy nhất còn lại trong Đảng Cộng Hòa của ông Trump là cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, người được nhiều nhân vật trong tầng lớp các nhà tài trợ truyền thống của đảng ưa chuộng. Tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử vào ngày 6 tháng 3 tạo cơ hội cho ông Trump thu hút các nhà tài trợ cho mình. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin thân cận, đang có sự chia rẽ lớn giữa các nhà tài trợ của bà Haley. Một số siêu ủy ban vận động chính trị bày tỏ sẵn sàng ủng hộ cựu Tổng thống Trump, trong khi những người khác lại tỏ ra không mấy quan tâm. Trả lời câu hỏi có tài trợ cho ông Trump hay không, luật sư tranh tụng ở New York kiêm nhà tài trợ của bà Haley, ông Eric Levin nói giảm nói tránh, tôi sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc giúp Đảng Cộng Hòa giành lại Thượng viện. Trong khi đó, nhà tài trợ nặng ký của Đảng Cộng Hòa và tỷ phú quỹ phòng hộ Ken Griffin đã quyên góp 5 triệu USD để ủng hộ cho bà Haley, nhưng khoản tiền đó chưa được chuyển sang cho ông Trump. Cơ quan giám sát tài chính chiến dịch Open Series ước tính, ông Ken Griffin là nhà tài trợ cá nhân lớn thứ ba của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Trong một tuyên bố vào tháng 1, ông Griffin chia sẻ đang tập trung vào các cuộc đua vào Quốc hội. Bốn nhà tài trợ quan trọng khác của cựu đại sứ Haley thì nói rằng họ sẽ không quyên góp cho ông Trump. Một số nhà tài trợ giải thích họ không muốn số tiền vốn dĩ để triển khai các hoạt động vận động tranh cử lại dùng để thanh toán các khoản pháp lý liên quan đến những vụ án mà ông Trump đang phải đối mặt. Kênh CNN đưa tin, cuối tuần qua, ông Trump cũng đã dự một cuộc gặp mặt nhỏ với một số nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa. Tại cuộc gặp này, tỷ phú Elon Musk cũng tham gia. Tuy nhiên mới đây, nhà sáng lập tập đoàn sản xuất xe điện Tesla tuyên bố sẽ không tài trợ cho cả ông Trump lẫn Tổng thống Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Phân tích số liệu tài chính tiết lộ, ông Trump đang tụt xa hơn so với Tổng thống Biden trong số tiền quỹ gây được vào tháng 1. Lượng tiền mặt mà chiến dịch của ông Trump đang nắm giữ đã giảm xuống chỉ còn hơn 30 triệu USD, trong khi Tổng thống Biden cho biết chiến dịch tranh cử của ông kết thúc vào tháng 1 với khoảng 5-6 triệu USD tiền mặt. Các chuyên gia pháp lý chỉ ra, ông Trump không thể sử dụng quỹ tranh cử để bồi thường thiệt hại trong 3 vụ kiện dân sự ở New York vì không vụ nào liên quan đến chiến dịch tranh cử hoặc hành vi của ông với tư cách là Tổng thống hoặc ứng cử viên chính trị. Hồi tháng 2, một thẩm phán ở New York đã phán quyết rằng ông Trump sẽ phải nộp phạt 354,9 triệu USD do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay. Một vụ khác yêu cầu ông đền bù 83,3 triệu USD vì bôi nhọ nhà văn E. Jean Carroll. Vụ thứ ba yêu cầu ông bồi thường 5 triệu USD vì tội phỉ báng và tấn công tình dục bà Carroll. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, Ủy ban Chính trị có tên Save America của ông Trump chiếm 10% phần lớn số tiền do Ủy ban gây quỹ chính của cựu Tổng thống đã chi hơn 50 triệu USD cho các chi phí pháp lý kể từ năm ngoái. Một nhà tài trợ lớn ở California cho biết, tôi sẽ không viết cho ông ấy một tấm séc trị giá 50.000 USD mà không biết nó sẽ đi đến đâu. Điều lo ngại mà tôi hay nghe nhiều nhất từ các nhà tài trợ là họ không muốn đưa tiền nếu ông Trump sử dụng số tiền đó để trả chi phí pháp lý của mình. Theo một nguồn tin biết rõ về lịch trình hoạt động, ông Trump dự kiến sẽ thực hiện chuyến gây quỹ tại California trong vài tuần tới. Ngày siêu thứ ba kết thúc với kết quả có lợi nghiêng về phía ông Trump khi cựu Tổng thống Mỹ chính thức trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa tranh cử cho vị trí chủ nhân Nhà Trắng năm 2024. Phát biểu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida nửa đêm 5 tháng 3 giờ Mỹ, ông Trump đã gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ và gọi đây là một chiến thắng lớn. Cụ thể, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu gửi cử tri sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba của Đảng Cộng Hòa.
phát biểu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida nửa đêm ngày 5 tháng 3 theo giờ Mỹ, ông Trump đã gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ và gọi đây là một chiến thắng lớn. Trong bài phát biểu dài 20 phút này, cựu Tổng thống Trump không nhắc tới đối thủ Nikki Haley. Thay vào đó, ông kêu gọi Đảng Cộng Hòa và nước Mỹ đoàn kết, đồng thời nhắc lại một số thành công trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của mình giai đoạn 2016-2020 và trình bày một số quan điểm về đường lối đối nội đối ngoại. Ông Trump cho rằng các cuộc xung đột Hamas-Israel, Nga-Ukraine và tình trạng lạm phát cao kỷ lục tại Mỹ hay mất an ninh biên giới không được phép xảy ra. Ứng cử viên này cam kết nếu được bầu lại làm Tổng thống, ông sẽ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại cả ở trong nước cũng như trên trường quốc tế. Trước đó, ông Trump đã giành chiến thắng tại 15 trên 16 bang trong ngày bầu cử siêu thứ ba. Trong khi đối thủ trực tiếp là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley chỉ có duy nhất một chiến thắng tại Vermont. Thắng lợi áp đảo trong ngày bầu cử quan trọng này đã giúp ông Trump nâng tổng số phiếu đại biểu lên 1.015, tiến gần hơn tới mục tiêu 1.215 phiếu theo luật định để trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa, tham gia màn tái đấu với đương kim Tổng thống Joe Biden, người cũng gần như chắc chắn sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới. Trước đó, trong diễn biến liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, hãng tin Reuters cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dễ dàng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa dưới hình thức các cuộc họp kín ở các bang Michigan, Missouri và Idaho vào ngày 2 tháng 3. Việc ông Trump đồng loạt thắng bầu cử sơ bộ ở ba bang kể trên tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng của cựu lãnh đạo Mỹ gần đây, giúp ông ngày càng tiến gần đến tấm vé đại diện Đảng Cộng Hòa tham gia đường đua Nhà Trắng 2024. Tại Michigan, bang chiến trường có tác động rất lớn tới kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đã đánh bại đối thủ là bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ở tất cả 13 quận tham gia bỏ phiếu kín. Kết quả cho thấy, cựu lãnh đạo Mỹ đã giành chiến thắng áp đảo với gần 98% số phiếu, tương đương 1.575 phiếu bầu, trong khi bà Haley chỉ giành được 36 phiếu. Ngoài ra, ông Trump cũng giành chiến thắng choáng ngợp ở cuộc họp kín diễn ra cùng ngày tại Missouri với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối 100%. Trong khi đó, ông Trump cũng giành được 84,6% phiếu bầu tại cuộc họp kín bang Idaho. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!